dựa trên một câu chuyện suýt thật. Trang, em có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì ạ? Hôm nay là sinh nhật của em đấy. Và vì vậy, anh đã chuẩn bị một món quà vô cùng độc đáo tặng em đây này. Một chiếc nhẫn. Đây là tình cảm của anh, tất cả chất chứa trong trái tim này. Và con tim của anh muốn nói với người rằng anh thôi đi! Em sao vậy? Anh đã chuẩn bị quà cho em rồi mà. À, tôi còn phải cảm ơn món quà của anh đây này. Chia tay đi. Vậy là cô biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Cô đừng cười nữa. Cô mà còn cười nữa là tôi vả vỡ mồm cô đấy. Anh vả đi. Cô đánh đi, đánh đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý đón xem tập phim vừa rồi của chúng tôi. Chúng tôi là những sinh viên ưu tú của Học viện Bưu chính Viễn thông. Cô mà còn nói nữa là tôi...